Mến chào quý khán giả đang theo dõi video trên kênh Triết Lý Nhân Sinh, nơi lan tỏa những giá trị sống tích cực đến mọi người. Bạn thân mến, tục ngữ có câu, sông sâu biển thẳm dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Lòng dạ con người từ xưa đến nay vẫn là điều rất khó đoán biết, nhất là trong thời hiện đại, con người trau chuốt vẻ bề ngoài rất nhiều, nhưng bên trong ẩn chứa những mưu kế khó lường. Việc đoán biết tâm tính con người thế nào, chúng ta sẽ phải tự bảo vệ mình, không giao thiệp gần gũi hay phó thác trọng trách. Còn không thì cũng phải tìm cách hành xử cẩn trọng từ lời nói đến việc làm để tránh rước lấy phiền phức cho chính mình. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những đặc điểm của phụ nữ độc ác nham hiểm thông qua nét tướng và tính cách của họ. Những kiểu phụ nữ này, nếu đàn ông chẳng may cưới phải thì sẽ hối hận suốt đời, đến già cũng không yên. Những đặc điểm về nét tướng của phụ nữ nham hiểm độc ác. 1. Mũi nhọn diều hâu. Đầu mũi diều hâu hay còn gọi là mũi khoằm, sống mũi gãy, đầu mũi nhọn và trúc xuống che khuất lỗ mũi. Sống mũi thường cong, nhìn như hình móc câu. Sách tướng có ghi: tỵ hữu tam loan, kỳ nhân tất gian. Tức mũi mà nghiêng vẹo, chủ nhân gian xảo. Phụ nữ mũi nhọn và mảnh có năng lực phân tích rất tốt, chỉ cần liếc qua một cái, họ cũng đọc được suy nghĩ của người khác. Nhờ đặc tính thiên bẩm đó mà họ dùng tất cả mọi thủ đoạn để mang cái lợi về cho mình, bất chấp cả tình nghĩa. Tuy nhiên, người có tướng mũi này tiền vận, trung vận có thể giàu sang, nhưng cuộc sống về già dễ thất bát, con cái phá phách, tính tình dễ nổi nóng và đầy phiền não. 2. Miệng chề cá chê là đàn bà mang sát khí. Miệng là người dễ gây họa nhất, nên những người đàn bà có hình miệng cá chê hay đi chê bai, chế tạo, thị phi tổn hại người khác. Người này tâm nhãn nhiều, tính tình hẹp hòi, thường xuyên oán hận người khác không đủ tốt với mình. Những người có phần môi dưới chề ra đa số đều rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho lợi ích bản thân bất chấp cảm nhận của người khác. Trong một mối quan hệ bạn bè, họ dễ trở thành người phản bội, bán đứng bè bạn. Thường xuyên tính toán, thiết kế người khác nhưng mặt thì vẫn hiền hòa. Nam giới nếu vội lấy người này về làm vợ sẽ suốt ngày gây gổ không yên. 3. Lông mày thô, đứt đoạn, xếch lên. Lông mày đứt đoạn chính là chỉ lông mày mọc lộn xộn, không theo hàng lối. Còn đôi lông mày thưa và mảnh chỉ dài tới giữa mắt. Những người phụ nữ như thế này có tính tình thay đổi thất thường, gió chiều nào thì ngả theo chiều đó. Lòng dạ rất hẹp hòi, chỉ chăm chăm coi trọng lợi ích của mình. Lông mày xếch thì thường rất hung ác, tâm địa ác độc. Họ là những người rất tham vọng, đã muốn gì là phải quyết tâm bằng được. Họ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được địa vị, tiền bạc. 4. Xương gò má và xương cằm gồ lên rõ rệt. Những ai có tướng mặt mà xương gò má và xương cằm đều gồ lên, nhìn rất rõ ràng, thường hiếu thắng, thích tranh đấu hơn thua. Thêm nữa, người này không đáng tin cậy, dễ phản bội bạn bè để trục lợi cá nhân. Vì lợi ích của bản thân, họ bất chấp tất cả để đạt được, không bao giờ màng đến đạo lý nhân quả. Tướng phụ nữ khi nhìn chính diện thì xương má bạnh ra hai bên, nhìn nghiêng thì xương má vuông tựa như có góc nhọn nhô ra phía tai. Đó chính là tướng sau tai thấy má truyền thống. Loại người này rất dễ làm phản, sự xảo quyệt, xấu xa tư lợi, rất dễ chỉ đạo người khác. Đàn ông khôn ngoan tốt nhất không nên kết giao thân thiết với kiểu phụ nữ này. 5. Mắt lác, đuôi lông mày lộn xộn không đều. Đuôi lông mày lộn xộn chứng tỏ tính cách kỳ quái, dễ bị kích động, làm việc cảm tính, thiếu lý trí. Hơn thế, đặc điểm này được coi là khó tụ tài, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tài lộc đến rồi lại đi. Cuối cùng,
tay trắng hoàn tay trắng. Phụ nữ có lông mày không đều là người có ý thức cá nhân cao, vui buồn thất thường. Mặt khác lại có kế sách đánh đòn tâm lý, thuộc phần tử đáng sợ, không thể dây vào. Nếu có thêm đặc điểm mắt lác hoặc ánh nhìn thâm hiểm, chứng tỏ đây là tướng mặt người gian xảo, không đáng tin cậy. Họ có thể tiết lộ bí mật đời tư của bất kỳ ai để có lợi cho mình. Khi làm việc, hợp tác, kết bạn với người này, bạn cần hết sức thận trọng, tránh trở thành nạn nhân của những trò đấu đá, tranh giành quyền lợi. 6. Mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen. Trong nhân tướng học, mắt tam bạch hay còn gọi là mắt ba tròng, phần lớn là tròng trắng nhiều hơn lòng đen. Còn mắt tứ bạch có phần tròng trắng lấn át hơn hẳn. Người có kiểu mắt này dã tâm lớn, trực giác nhạy bén nhưng xảo quyệt, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Nếu hợp tác với người này, phần thua thiệt luôn thuộc về bạn. Chủ nhân là người thông minh nhanh nhẹn nhưng lại nham hiểm và tàn bạo. Họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích của mình. Nếu lấy phải người vợ như thế thì bạn sẽ không ngày nào sống an ổn, vì chẳng biết trong lòng cô ta có đang mưu tính gì có hại cho bạn hay không. 7. Ấn đường hẹp. Theo nhân tướng học, ấn đường hẹp lại có vết sẹo là tướng của người đa nghi. Bên cạnh đó, nữ giới có mắt đỏ vàng, hàm răng vầu, lại thêm khóe mắt nhiều nếp nhăn là tướng của người nóng nảy, ngoan cố, dễ bị kích động. Trong công việc, họ là một người thiếu quyết tâm, dễ lung lay dao động. Khi gặp vấn đề, họ thường thích đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, tính kỷ luật kém. Nếu lấy vợ có nét tướng này, nam giới nên chuẩn bị sẵn tâm lý để chống chọi với tính sáng nắng chiều mưa của họ. Bởi chỉ cần ai nói gì không hay, họ cũng dễ dàng nổi cáu. Cách đối nhân xử thế của người vợ này cũng được liệt vào dạng kém cỏi. Nguyên nhân là do họ thiếu sự kiên định, dễ bị kích động mà nổi nóng, chửi bới người khác. Từ đó, sau có hối hận cũng rất khó mở lời, nên thường làm phật lòng người khác. Những kiểu phụ nữ độc ác, nham hiểm. Quý tính giả thân mến, ngoài việc xem tướng đoán được tính cách con người, thì để chính xác hơn, bạn nên để ý những biểu hiện của người này. Nếu cả hai yếu tố này trùng khớp, thì chắc chắn đây là kiểu phụ nữ đáng sợ. Dù có đẹp cũng không nên cưới làm vợ. 1. Kiểu người thích đóng vai nạn nhân. Kiểu người này là chuyên gia trong trò chơi đổ lỗi. Họ không bao giờ nhận trách nhiệm về những thiếu sót hay lỗi lầm của bản thân. Họ luôn cho rằng mình là nạn nhân, và đó không bao giờ là lỗi của họ. Dường như mọi lỗi lầm luôn là trách nhiệm của đồng nghiệp, bạn bè, người thân, gia đình. Những kiểu người này chỉ có cách là phải tránh xa xa bằng mọi giá, vì biết đâu có ngày bạn sẽ bị họ đâm sau lưng. 2. Người thích kiểm soát. Một số người luôn cố gắng khiến bạn nuối tiếc vô tận vì những vấn đề đã xảy ra. Một số khiến bạn đau khổ bằng những lời chỉ trích tàn nhẫn. Một số thường xuyên đánh giá vì những người khác và khiến bạn rối loạn trong những câu chuyện phức tạp. Họ cố gắng kiểm soát bạn và khiến bạn cảm thấy cần giải thích cho mọi hành động bạn đã làm để thỏa mãn thế giới quan tiêu cực của họ. Họ sẽ làm nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như lợi dụng cảm giác tội lỗi của bạn hoặc đe dọa bạn dưới một vài hình thức. Những người này chỉ quan tâm đến bản thân họ và sẽ sử dụng mọi cách để đạt được điều họ mong muốn. Nếu sống cả đời với dạng phụ nữ này chỉ khiến bạn mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng. 3. Người hay ghen tị, đố kỵ. Họ luôn cảm thấy sẽ tốt hơn nếu người khác giảm bớt thành công, thế mạnh hay sự khôn ngoan. Người đố kỵ thường cảm thấy họ xứng đáng được thành công và hạnh phúc hơn người khác. Cho dù bạn có cố gắng để họ hiểu rằng mình cũng là một phần của chiến thắng, thì điều đó càng khiến họ phẫn nộ vì sự khiêm tốn và cao thượng của bạn. Dành nhiều thời gian cho tuýp người này
sẽ khá nguy hiểm, bởi họ khiến bạn tầm thường hóa những thành tựu và giá trị của bản thân. 4. Người có vẻ ngoài tử tế nhưng lại ngấm ngầm đả kích, phá hoại. Loại người này bề ngoài rất lịch sự với bất cứ ai. Lần đầu gặp mặt đã có thể đối xử nhiệt tình và buông lời khen ngợi bạn rất nhiều để tạo thiện cảm. Nhưng theo thời gian, họ sẽ dần bộc lộ bản chất thật của mình, thường vô tình hoặc cố tình tung tin đồn thất thiệt về hình tượng, châm ngòi các mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh. Họ có thói quen thêm mắm dặm muối trong mỗi câu chuyện để tô đậm sự tiêu cực, với mục đích là châm chích, phá phách, hại người. Điều đáng sợ của kiểu phụ nữ này là họ sẵn sàng nói những câu ác độc, gây tổn thương cho người khác, nhưng lại thường xa vẻ vô tình, vô tri hoặc vô tư, thẳng thắn như bản thân họ tự nhận. Kẻ mang bản tính không hiền lương, chân thiện, nên hễ thấy ai hơn mình là sợ, là ganh, là có ác ý. Khi không thể thay đổi sự thực rằng mình thua kém người ta, từ chuyện lớn to đùng tới chuyện nhỏ xíu xiu, họ vẫn sẽ tìm cách đâm bị tóc, chọc bị gạo cho hả giận, mà không biết rằng hậu quả mang tới chỉ toàn lợi bất cập hại. Lỡ như bạn lấy phải những con người ôm lòng dạ nhỏ nhen như vậy, thì tin chắc rằng gia đình của bạn sẽ sớm tan nát, hiềm khích giữa bạn và cha mẹ, anh em ruột sẽ diễn ra thường xuyên. 5. Thích làm khó dễ, cố ý kiếm chuyện để gây sự. Kiểu phụ nữ này thường đội lốt sự thẳng thắn để buông lời nặng nề, thậm chí là miệt thị và khinh thường, tạo cảm giác khó chịu cho người nghe. Họ luôn bới lông tìm vết, chuyện bé xé ra to, thích gây khó dễ với từng lời nói và việc làm của người mà lòng họ không ưa. Cho dù hành động của bạn xuất sắc thế nào, họ vẫn có thể biến tốt thành xấu dựa vào việc gây chuyện khiêu khích, ly gián và xúi dục, mà khiến hình ảnh của cá nhân bạn bị ảnh hưởng xấu đi trong mắt mọi người. Không chỉ thế, đây cũng là kiểu người nguy hiểm vì phường tiểu nhân sẵn sàng lợi dụng lúc người ta gặp nguy cấp để trục lợi. Họ sẽ tranh thủ thời cơ biến sự không chính đáng của mình trở thành chính đáng, từ đó đạt được mục đích dễ dàng hơn mà còn có thể dẫm bạn xuống. 6. Người phụ nữ bất hiếu. Phụ nữ đóng vai trò rất lớn trong việc xây nên mái ấm hạnh phúc, vì họ thường biết khéo léo chăm chút và vun đắp cho tình cảm gia đình. Một phụ nữ hiếu thảo với mẹ cha thì cũng sẽ hiểu lòng hiếu của chồng và sẽ hiếu thảo với bố mẹ chồng, từ đó biết khéo léo cư xử hài hòa giữa hai bên gia đình, góp phần không nhỏ cho cuộc hôn nhân êm ấm. Người phụ nữ mà ngay cả với cha mẹ đẻ còn không biết hiếu thuận thì làm sao yêu thương thật lòng bố mẹ chồng được. Hơn nữa, người bất hiếu cũng sẽ không biết dạy con. Hậu quả là đời con đời cháu sẽ lại trượt dài theo lối giáo dục sai lầm, phá hỏng cả dòng họ. Bạn thân mến, hy vọng video này sẽ giúp bạn có thêm kinh nghiệm để tránh bị vẻ ngoài lừa gạt mà cưới nhầm phải phụ nữ tâm địa xấu xa về làm vợ. Đến đây thì thời lượng của Triết Lý Nhân Sinh cũng xin được tạm dừng. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.